Bạn có thấy kẹo Kinder Joy không? Ừ. À, đây rồi. Cái này cho bạn nè, Lalilu. Cảm ơn Olaf nhiều nha. Lấy vỏ kẹo Kinder. Ha ha, mình bị vướng rồi nè. Ồ, dây này được đó. Bọc cái đế lại nha. Thành hai cái nôi. Xe đẩy đôi cho hai chị em. Lớp phủ phù hợp với sở thích của mọi người. Olaf chuẩn bị đẩy bọn trẻ đi dạo. Mấy cưng ơi, chúng ta đi dạo nha. Chú Olaf ở đây nè. Thấy con rồi. Con nữa Elsa. Mấy đứa ngoan lắm, lên xe đẩy nào. Giỏi lắm Anna, đến lượt con Elsa. Phew, xong rồi. Xin chào Lalilu. Vải đẹp quá. Hãy mặc đồ cho em bé của chúng ta nào. Cắt thêm hình mẫu nha. Lấy cây kim này nè. Thank you. May thành chiếc váy. Một chiếc váy quá thanh lịch. Trang trí bằng kim cương giả. Áo choàng mỏng lấp lánh. Hãy làm quen với Elsa nha. Olaf chơi ném bóng tuyết với mấy cô bé. Coi chừng nha, hai chọi một đó. Chú không sợ mấy đứa đâu. Ồ, bọn trẻ đâu rồi ta? Các bạn biết Elsa ở đâu không? Những người bạn đã chơi rất vui. Studio của họa sĩ. Hãy lấy bảng màu này nha. Bỏ phần này đi. Đổ màu vào. Hình các chị em gái. Bảng màu vẽ mặt gồm hai cây cọ. Hãy để sự sáng tạo của bạn tuôn trào nào. Chán quá đi. Chúng ta làm gì đi? Wow, bảng màu vẽ mặt nè. Tụi mình vẽ thử đi ha. Hai chị em đã vẽ mặt cho nhau. Còn chú Olaf thì sao ta? Tranh thủ vẽ lúc chú còn ngủ đi. Các bé gái sẽ vẽ con gì đây nhỉ? Dễ thương quá. Cho chú ấy xem đi. Ủa, có chuyện gì vậy? Wow, dám vẽ chú à. Giờ tới chú nè. Tụi con cũng phải có râu giống như chú. Bây giờ chúng ta có ba con mèo ngộ nghĩnh rồi kìa. Lấy giấy xốp nha. Vẽ hình tròn. Vải thêm sọc. Dùng kim may lại thành một chiếc váy nè. Gắn lông vào nha. Wow, váy tutu. Mình luôn ước mơ thành diễn viên múa ba lê. Yay, giống như đám mây vậy đó. Wow. Hai chị em đang học múa ba lê. Bóng tuyết ơi, khiêu vũ nào. Mình sẽ đàn piano. Này, vào lớp học thôi nào. Về chỗ đi nào. Bóng tuyết, đàn đi. Giãn chân ra. Đúng rồi, nữa đi. Giỏi lắm. Xoạc chân dẻo lắm. Giờ tập động tác tay nào. Yeah. Hai chị em đang tập rất tốt. Học trò của mình tài năng ghê. Thầy của tụi em cũng xuất sắc nữa. Lalilu, cho mình diện mạo mới nha. Dễ mà. Đặt hình mẫu lên nè. Cắt nó ra. May thành chiếc váy bồng bềnh. Lên đồ thế nào? Hình như còn thiếu gì đó. Còn áo choàng đâu ta? Chúng ta sẽ dùng vải thun nha. Bạn sẽ thấy chiếc áo choàng sang trọng. Dùng thắt lưng nhấn vòng eo. Trang trí bằng hạt cườm và kim cương giả. Thank you. Hai chị em đang ngủ ngon. Ring ring, trời đã sáng rồi. Dậy đi, không sẽ không tới kịp buổi khiêu vũ đó nha. À, là hôm nay sao? Hai bạn nằm trong danh sách khách mời đó. Chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên. Ô, tóc của em, đồ của mình. Olaf, bọn mình sẽ xong liền đây. Các cô gái ơi, tụi mình đã sẵn sàng. Giỏi lắm, khẩn trương lên nào. Các khách mời đã tới rồi. Phew, chúng ta vẫn tới đúng giờ. Anna, chúng ta nhảy nha. Rất hân hạnh.
Cặp đôi dễ thương quá. Mình biết nhảy với ai đây? Mình sẽ nhảy với bạn. Bạn lúc nào cũng giúp mình cả. Buổi khiêu vũ diễn ra tốt đẹp. Bíp, phải chỗ làm của Lalilu không? Bạn tới đúng chỗ rồi đó. Cắt bỏ chỗ để chân ra nha. Giá ba chân đã xuất hiện. Lấy mấy phần này ra. Đây là con cá sấu nguy hiểm. À, sợ quá. Chỉ là đồ chơi thôi mà. Trộn các mẫu đất sét nhẹ lại với nhau. Lấy ra một ít nha. Tạo thành miệng quái vật. Ít gai quá. Gắn gai lên khắp người nha. Sơn màu trắng nè. Thêm tông màu xanh. Kim tuyến. Quái vật tuyết đáng sợ. Chào Marshmallow nha. Thời tiết tuyệt vời để đi dạo mà. Ồ, cái gì đây? Đống tuyết này động đậy sao? À, là quái vật. À, cứu với. Cuộc rượt đuổi đang diễn ra. Cứu tôi với. Con quái vật đang ở ngay sau lưng cô gái. Tôi nghe thấy tiếng la hét. Chắc có người đang gặp chuyện rồi. Hãy nhấn nút like nếu các bạn muốn cứu công chúa nha. Hoàng tử ơi, con quái vật ở đây. Đừng đụng vào Elsa, để ta dùng bóng tuyết. Hoàng tử ném bóng tuyết vào con quái vật băng giá. An toàn rồi Elsa, cứu tinh của em. Bọn họ vội vàng chạy đến hoàng cung. Thần dân chào đón cặp đôi mới này. Lấy đôi giày cũ nha. Cắt bỏ ghim. Gắn vào đế giày. Giày trượt băng siêu đỉnh. Trang trí phần trên nha. Phủ tuyết lên nè. Nhanh chân tới sân trượt băng nào. Cặp đôi đã hẹn hò. Em yêu, xem anh làm gì nè. Anh giỏi quá à. Hoan hô. Và như vậy nè. Anh chàng đã biết chữ Frozen. Wow, tuyệt quá. Chúng ta trượt băng cùng nhau đi. Ủa, nhưng mà em không biết trượt. Anh sẽ đỡ em và dạy em cách trượt nha. Họ trượt băng mà không có mình sao? Tội nghiệp, để mình giúp bạn nha. Ta cũng sẽ dạy anh bạn trượt băng luôn. Bọn họ rất thân thiện. Lấy một cái ống hút nè. Xúc sạch cây cỏ nha. Dùng ống hút thí nghiệm. Làm thành tia giả. Quét kim tuyến lên nha. Bình sữa của Elsa và Anna. Anna và Elsa giờ đã là mẹ. Các cô gái ơi, cần mình trông bọn trẻ không nè? Mình sẽ trông chúng cho. Cảm ơn nha, bọn mình đi dạo một chút. Chú Olaf sẽ ngồi ở đây với các con mà. Con đói bụng rồi hả? Sữa chua berry nè. Ủa, sao lại làm vậy với chú chứ? Olaf, có chuyện gì vậy? Bọn trẻ không biết ăn bằng muỗng đâu. À, hiểu rồi. Vậy chúng ta thử bình sữa đi. Trẻ em rất vui. Gia đình ngưỡng mộ những nàng công chúa nhỏ của mình. Bìa cát tông thiết kế sẵn đã sẵn sàng. Mẫu hộp đây nha. Thật ngạc nhiên là chúng ta cần quá trời đồ trẻ em luôn. Đặt tất cả trong chiếc hộp. Chúng ta sắp về nhà cùng mấy đứa nhỏ rồi. Những chiếc hộp này là dành cho cậu đó. Cậu sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết ở đây. Chà, xem có gì ở đây nè. Mấy cái mũ kỳ lạ ghê. Còn gì nữa không? Không hiểu sao những thứ này lại ở đây. Olaf, cái này dành cho em bé. Cậu có thể quấn lại và chơi với chúng. Nhìn những cô bé dễ thương này xem. Mình sẽ là người giữ trẻ hoàn hảo. Giấy thiết kế sẵn đây rồi. Chúng mình chỉ cần chọn kích thước khung cho phù hợp. Sơn tí vàng. Làm một lớp đất sét nhẹ mềm. Bé yêu đi dạo nào. Bà
bàn chân xinh xắn. Giờ thì để tên lên. Khuôn in là cách tuyệt vời để lưu giữ kỷ niệm của một khoảnh khắc quan trọng. Nhìn những đứa trẻ dễ thương làm sao. Chúng mình có một truyền thống. Khi xuất viện, tụi mình sẽ in những bàn chân làm kỷ niệm. Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chuẩn bị một chút. Elsa làm trước nha. Aida, giờ tới lượt bé. Nhìn nó hiện ra một cách hoàn hảo nè. Giờ thì chụp tấm ảnh kỷ niệm nha. Anna và Elsa về nhà. Bye. Mọi người quay quần bên lò sưởi. Ôi, những hồi ức ấm áp. Cùng gọt bút chì nào. Tháo đồ ngọt ra. Và đồ chuốt sẽ có ít đây. Bé yêu, cảm ơn vì khăn ăn nha. Đóng gói chúng trong hộp. Đổ đầy phấn vào một hộp nhỏ. Đã sẵn sàng cho các em bé rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao các bé lại khóc? Hương nào. Yêu, mình nghĩ mình biết vụ gì rồi. Không sao đâu, Olaf sẽ sửa ngay bây giờ. Ok, mình nên bắt đầu từ đâu đây? Cái này cần phải được lột bỏ. Không thể làm nếu thiếu khăn lau. Một ít bột. Ước, có vẻ như mình đã quá phấn khích rồi. Ừ, thế là xong. Bảo mẫu Olaf đã làm được. Trứng bất ngờ Frozen. Quấn mỗi nửa với dây thừng nhỏ. Đặt chiếc chăn ở giữa. Mềm mại như cánh hoa vậy. Làm chân từ dây kim loại. Đây là nôi cho các bé gái. Chúng ta cần màn che. Chiếc nơ xinh nữa. Mơ đẹp nha các bạn nhỏ. Em bé bắt đầu khóc rồi. Chị không biết làm thế nào để khiến chúng bình tĩnh lại. Em cũng không làm được. Ngoan nào, ngoan nào. Mình có một món quà cho Ida và Emily. Ngạc nhiên chưa? Thần kỳ ghê. Con yêu, vào đây con sẽ thấy thoải mái. Những đứa trẻ ngủ thiếp đi. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. Tháo cái đế ra nha. Mặc dây chuyền tuyệt vời. Treo chúng lên. Kêu lạch cạch nè. Ida và Emily sẽ thích lắm cho mà coi. Và họ đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Chà, sao các cháu không ngủ đi? Ừ, chú có thứ này cho cháu nè. Chỉ cần nhìn vào những người tuyết này. Olaf ngủ quên mất. Có phải chúng ta đang ở trong giấc mơ không? Các cô bé đâu rồi? Olaf, cậu đang làm gì vậy? Hiu, à không có gì. Tấm ảnh đẹp đó nha. Lấy cái đế nào. Sơn lại bằng màu trắng. Chuỗi các hạt. Thêm dây buộc nữa. Bánh răng nhựa. Thêm kim cương giả. Chiếc bảng này cho phép cậu phát triển các kỹ năng vận động. Và những đứa trẻ phải thiệt bận rộn. Đã lâu em không hát bài này. Emily, con đi đâu vậy? Ồ, nên làm gì để đánh lạc hướng chúng đây? Elsa, chị có nhớ món đồ chơi tuyệt vời mà chúng ta tốn hàng giờ để chơi không? Ba đã đặc biệt làm cho chúng ta. Chỉ là một tí phép thuật thôi. Nhìn cách chúng chơi với nó kìa. Các bé đang vui đùa chơi với tấm bảng. Que gỗ. Sơn vàng sẽ đẹp hơn nha.
gắn que tăm. Giờ thì xỏ hạt. Tụi mình có một món đồ chơi tuyệt vời. Con gái của Elsa và Anna đang bận chơi. Ô, bóng, sao để lấy chúng bây giờ? Cẩn thận nha, Emily. Ha, thành công rồi. Màu hồng nè, cần để nó vô thanh màu hồng. Ô, màu xanh lá cây ở đâu ta? Chúng ta cần phải làm lại thôi. Các cô bé đã làm rất tốt với trò xếp màu. Mọi thứ đều ở đúng vị trí, chúng có thể nghỉ ngơi rồi. Cậu vẫn có thể làm gì đó với cái bóp này. Làm cho chúng dính lại với nhau. Làm mềm quá đi. Bơi với phao không hề đáng sợ chút nào luôn. Mình không thể rửa sạch bụi bẩn trên bé heo con này mà. Tới giờ bơi rồi, đổ đầy nước vào bồn tắm. Chị sẽ mang phao tới. Bọn trẻ thích nó. Và chúng ta dường như có thể tắm sạch chúng rồi. Chị em mình là một đội tuyệt vời. Thật là một cái gậy dễ thương. Lắp các chi tiết lại với nhau. Thêm các bánh xe nào. Một chút kim tuyến. Vẽ gương mặt nha. Bây giờ Emily và Ada sẽ tập đi. Emily, con thật thông minh. Hãy chơi với các khối nào. Con đã mệt mỏi chưa? Có lẽ chúng ta đọc một cuốn sách nhỉ? Ada, wow! Sao con có thể? Nhìn các cô gái của chúng ta kìa. Chúng đang học cách đi bộ đó. Chuẩn bị các que nhiều màu. Xây dựng tường. Cần thêm tay cầm. Ta có bánh xe rồi. Ném ống hút vào nha. Dùng xe cuốc kíp đẩy đồ vật dễ dàng hơn nhiều đó. Anna và Christoph làm những việc mà mình có. Cưng à, anh nghe gì chứ? Gà trống đói rồi kìa, phải làm cho gà ăn thôi. Đồ ăn, đồ ăn. Tự nhiên nha, chim ơi. Christoph đổ cỏ khô ra. Anh yêu, chắc sắp sinh rồi. Phải đến bệnh viện thôi. Hai người thành ba mẹ rồi. Bé cưng đáng yêu ơi. Gia đình mình đông vui hơn rồi. Để bé nằm thôi nào. Bé không thích rồi. Được rồi, còn cỏ khô thì sao? Phải làm sao đây? Anh có ý tưởng này nè, mình làm xe đẩy đi. Tuyệt, có đủ hết nguyên liệu rồi. Ồ, anh chàng tháo vát quá đi. Tuyệt vời, Christoph. Em yêu, coi tác phẩm nè. Bỏ cỏ khô vào sẽ mềm hơn nữa. Chà, bé yêu ơi, bé thích rồi chứ. Bé vui rồi kìa. Tuyệt vời, cũng thoải mái nữa. Đi thôi nào, cho con gái chúng ta xem quanh đây đi. Làm chiếc nôi. Yohoo, lá rơi kìa. Tấm màn điểm xuyến với lá cây. Chiếc nôi em bé xin hết nấc luôn. Jack và Elsa cũng lên chức ba mẹ rồi. Cuối cùng bé cưng cũng về nhà. Nằm đi bé cưng, phải nghỉ ngơi thôi. Sao vậy nè cưng? Chiếc nôi tốt nhất rồi đó. Thật phi thường. Lốc xoáy lá. Thần gió đến giúp mình thật kìa. Có tấm màn quanh giường nè. Nhìn đi bé ngủ rồi đó. Có lẽ thần gió đã giúp bé. Cảm ơn nha. Đừng làm bé thức giấc. Dùng thanh gỗ nha. Ta có chiếc đòn gánh rồi nè. Sơn màu lên để nó giống như gỗ. Loại giấy cát tông. Chỉ cần một nửa thôi. Sử dụng chiếc cọ nha. Gắn quai sắt. Uốn cong phần dây treo. Móc chiếc xô lên hai bên. Có chiếc đòn gánh nước rồi. Bé cưng cần quen cuộc sống làng quê. Có thể chơi ngoài trời. Và chào chú chim nữa. Bé cưng bận quá rồi.
Ồ, đúng là bé heo mà. Phải tắm cho con bé thôi. Để anh đi gánh nước, em yêu. Hiu, nặng quá đi. Ồ, anh ngã rồi. Christop, anh có sao không? Em phải tự mình xoay sở thôi. Coi bé cưng nha. Ao nước đây rồi. Tuyệt, triển liền thôi. Múc vào xô ít nước nè. Ồ, làm được rồi. Giờ chỉ cần đem xô nước đầy về mà thôi. Cưng ơi, em về rồi nè. Đổ nước đầy bồn tắm. Tắm cho đứa nhỏ đi. Xong rồi, con bé sạch sẽ rồi. Cả ba mẹ đều rất hạnh phúc. Chào Lalelu, gọi mình chi dạ? Cho mình mượn bông tai với nha. Chuyện nhỏ. Phủ sơn móng tay lên. Hông khô dưới đèn. Chiếc tia giả đây rồi. Sâu chuỗi dây vào thôi. Tia giả sành điệu ra đời. Giúp đứa bé hạnh phúc nào. Elsa nhờ Olaf trông bé giúp. Anh bạn giúp mình trông con bé với. Mình cần phải đi. Okay. Nếu như bé có khóc, đưa bé ngậm tia giả này nha. Tất nhiên đừng lo lắng, mình chăm bé cho. Chào nha. Đáng yêu quá đi à. Chú Olaf kể cho bé nghe chuyện cổ tích nha. Tự nhiên ha. Ngày xưa ở vương quốc Arendelle. Ủa, ngủ rồi sao? Nhanh dữ vậy ta, chú cũng ngã lưng đây. Ồ, chiếc tia giả. Thế này ngủ ngon hơn rồi nè. Đố ai biết được nha. Giấc ngủ chả kéo dài được lâu. Ơ, chuyện gì vậy nè? Ơ, em bé tỉnh rồi. Làm sao để con bé ngừng khóc đây? Twinkle, little star. Nhưng em bé vẫn khóc. Mình biết rồi nè, cưng cần tia giả. Cuối cùng em bé cũng yên lặng rồi. Ồ, mình phải đọc lại chuyện cổ tích thôi. Ta nên chọn gì đây ta? Giấy thủ công nè. Làm phong bì thư nào. Nàng tiên hiện ra à. Cùng viết thư thôi. Bỏ thư vào trong phong bì. Đóng dấu sáp. Ký vào phong bì nha. Tô lại màu bộ lông thú chim. Cú cú. Chú chim đưa thư sẽ giao thư đúng giờ đó. Elsa nhớ em gái mình. À, Anna, lâu rồi không gặp. Olaf, mình đây. Viết lá thư gửi cho Anna đi. Cậu muốn nhắn cô nàng gì nào để mình ghi vào cho. Em ghé thăm chị nha. Cậu theo kịp chứ? Vâng, đến chữ ký của mình. Giờ thì gửi thư thôi. Bồ câu đưa thư, giao nó cho Anna nha. Anna và Christoph bận tối mặt trong vườn nhà. Chim bồ câu kìa. Biến đi. Ồ, nhóc có thư đấy à. Wow, là từ Elsa đây nè. Mời mình đến thăm đó. Yay, chúng ta đến cung điện thôi. Chải tấm lông giả. Cắt theo các mô hình. Trang trí đường viền lấp lánh nha. Viên kim cương trông như băng vậy đó. Ai cũng sẽ ấn tượng với chiếc áo khoác lông này. Jack muốn tặng quà cho Elsa. Hay tặng chiếc củi với vòm hoa ta. Mình có ý hay hơn nè. Xe trượt tuyết. Nàng có nó rồi đó. Tặng mèo đi. Không phải là ý hay đâu. Rồi họ quay lại. Wow, chiếc áo khoác đẹp quá à. Thật tuyệt vời. Chọn nó đi. Elsa, đừng nhìn trộm nha. Nhìn nè. Wow, ấm áp và mềm quá đi à. Món quà tuyệt vời lắm. À, Olaf. Không phải chỉ mình có đồ mới nhỉ? Không cưỡng lại được đâu. Hi hi. Ồ, giả nai kìa. Chỉ mình tỏa sáng với áo mới thôi. Đứng lại nha. Mở hộp kẹo Kinder Joy. Phát thảo trên tấm vải. Cặp quai sách thoải mái. Quấn quanh chiếc giỏ nào. Để rau củ nào cũng được. Dụng cụ siêu thực tế luôn. Đến mùa thu hoạch rồi. Đến lúc xới đất thôi nào. Công việc quá dễ. Giỏi quá Christoph. Đến em gieo hạt nè. Tưới nước cho đất nữa. Lớn nhanh quá đi. Vụ thu hoạch đầu tiên đây rồi. Để anh hái cho. Xem anh giỏi chưa này. Ngốc à. Anh hái thảo mộc. Còn mình cần rau cơ. Mắc cười ghê. Ồ thôi nào. Gia đình nào cũng cần mấy cái này hết á. Chất lên xe đẩy nào. Elsa hẳn sẽ vui với món quà lắm. Thăm chị gái thôi nào. Woo. Pha tí trà nào. Nhúng tấm giấy vào nha. Giấy có màu tối hơn. Gắn viên pha lê hai đầu. Viết bài phát biểu phong tước. Làm chiếc cán gươm thật tinh tế. Ai sẽ nhận danh hiệu danh dự đây? Elsa và Jack cùng đợi các vị khách.
Này, chuyện gì thế này nhỉ? Kristoff, mình phong tước hiệp sĩ cho cậu. Miranda, mang mọi thứ lại đây. Với sức mạnh nữ hoàng được trao, ta phong cho cậu là hiệp sĩ của Arendelle. Thanh kiếm của cậu đây, và cả áo choàng nữa. Wow, vinh dự to lớn quá đi. Chúc mừng anh bạn nha. Anna, giờ anh là hiệp sĩ rồi nè. Em rất tự hào về anh cưng à. Họ bắt đầu khiêu vũ. Bó hoa dễ thương quá. Biến nó thành khuôn xe trượt tuyết nha. Đặt ghế vào chỗ ngồi. Nhét bông gòn vào trong. Đánh tấm lông thú. Thêm ván trượt. Tận dụng kỳ lân ma thuật nào. Xe trượt tuyết sang trọng là đây. Phải về nhà mất rồi. Xe đến rồi nè. Chất quà lên nào. Ui, nhiều quá rồi. Ước, xe không chịu nổi hành lý nữa rồi. Không được rồi. Không sao, để tụi em sửa. Thôi nào, chị gọi xe trượt tuyết khác cho. Voila, xe trượt tuyết sang trọng cùng kỳ lân xuất hiện rồi. Wow. Đẹp quá đi. Elsa, chị là tốt nhất. Cảm ơn vì tất cả. Mẹ đặt bé gái bên cạnh mình. Thượng lộ bình an nha. Cha, đi thôi nào. Wow. Tụi chị sẽ ghé thăm em vào lần sau ha. Lalilu ơi, tóc tai tới nè. Khuấy lên nha. Vải đẹp quá. Cắt trên vải trắng. Rồi may bằng máy. Hô biến, áo khoác tuyệt đẹp. Miếng vải này đúng là quý hiếm mà. May thành áo ống nha. Vừa vặn hoàn hảo. Giấy bạc hả? Dùng nó làm nguyên liệu nha. May chân váy. Vải thuyên họa tiết. Thật kỳ diệu. Elsa, tới xem tác phẩm của tụi mình đi. Đẹp quá à, mình muốn mặc thử. Các cậu thấy sao nào? Tuyệt đẹp. Thêm phụ kiện nữa nha. Rút các sợi chỉ bạc ra. Lớp trang điểm sáng bóng. Elsa bạc thật lộng lẫy. Elsa đi dạo trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Thời tiết này thích quá đi. Cậu đổi phong cách hả Elsa? Tất cả đều là bạc. Lạ nha. Cho mình xem sức mạnh được không? Dễ thôi, làm gì đây? Hồ biến. Biến mình ra giống như vậy đi. Cậu chắc chưa nào, để mình thử nha. Wow, mình thích lắm luôn. Thôi để biến cậu lại như cũ ha. Không, như giờ vui hơn mà. Tạm biệt. Đợi đã, cậu đi đâu vậy? Lấy đồ trong hộp ra nào. Cắt ra nha. Thêm tấm tựa lưng. Wow, là màu bạc. Chuẩn bị làm gối. Rất đẹp và mềm mại. Quấn các góc lại. Gắn chân giường. Đầu nối. Chiếc giường sáng bóng này là của ai vậy? Elsa đang đọc sách. Amazing. Em bé Rooney thấy chán. Cậu bé muốn lại nằm kế bên công chúa. Nhưng mà vậy thì không thoải mái cho lắm. Là cậu đó à. Đợi chút để mình làm cái giường cho cậu nha. Đây, có chỗ để ngã lưng rồi nè. Rooney vui lắm. Olaf và Ruby bước vào căn phòng hoàng gia. Xem ai tới chơi với tụi mình nè. Ruby liền chú ý tới Rooney. Nhìn kìa. Dễ thương quá. Olaf và Elsa đều xúc động. Elsa kiểm kê tài sản của mình. Sao vội dữ vậy? Hey. Có gì tỏa sáng đằng kia? Wow, là chiếc nhẫn. Thấy có màn sương kìa. Phép thuật đã xảy ra. Lalilu, giúp mình biến hình đi được không? Được chứ, cậu ra sau tấm màn đi. Xong rồi. Dùng vải lấp lánh. Nên chọn màu nào đây ta? Trắng nha. Vẽ các họa tiết. Chiếc váy rất xinh. Mình lấy tấm vải. Cắt các mẫu ra nào. Dùng kéo nè.
Rồi thử đi. Wow. Vừa khít luôn nè. Thêm áo ôm để hoàn thiện. Kẹp tóc xinh xắn nữa. Và lớp trang điểm mới. Anna tỏa sáng như mặt trời. Sao được vậy? Mình hoàn toàn khác trước rồi. Wow. Phép thuật của Anna chạm vào đài phun nước. Và ở đó cũng lấp lánh ánh vàng nữa. Thật kỳ diệu mà. Chắc là mình đã có sức mạnh mới. Với hơi ấm của Anna, mọi thứ xung quanh bắt đầu tan chảy. Vũng nước ở khắp nơi. Mình phải đi tắm ngay mới được. Ở đây dơ quá à. Vết bẩn khắp mọi nơi. Lau bồn tắm này đi. Cắt các chân đỡ. Xịt sơn màu vàng nha. Trang trí thêm đá. Gắn chân bồn tắm vô. Lấy ống hút. Cũng là vàng luôn nè. Làm thành vòi sen. Gắn vòi nước. Tắm trong bồn tắm như vậy thật là thoải mái. Anna về tới nhà. Xui ghê. Ướt hết trơn rồi. Còn dính đầy bùn nữa. Mình cần lấy ít nước nóng. Rồi phải thay đồ. Bồn tắm với xà phòng. Thôi, cuối cùng cũng được tắm rồi. Thôi, thật tuyệt. Bồng bềnh như mây. Anna đang thư giãn. Nhìn kìa, bọn xà phòng tràn lên mọi thứ xung quanh. Chuyện gì vậy? Phải nhanh bơi ra khỏi đây thôi. Mình đang mơ hả ta? Nước nóng quá rồi. Nữ cảnh sát đang cưỡi trên ngựa. Xin chào, ngựa của quý cậu đây. Cảm ơn nha, cậu ấy sẽ có nhiệm vụ mới. Bắt đầu với móng. Gỡ bờm ra nha. Nhuộm màu sơn trắng. Wow, chú ngựa lấp lánh nè. Với móng guốc màu bạc. Lấy miếng vải. Kéo sợi. Thành chiếc đuôi. Bờm ngựa thật sang trọng. Đó là chú ngựa bạc. Ai là người may mắn gặp được sinh vật kỳ diệu này? Elsa đang đi dạo. Ai đó? Tiếng cầu tuyết có két. Xe trượt tuyết di chuyển. Có người kẹt ở trong đó. Tội nghiệp quá. Để mình giúp cậu thoát ra nha. Được rồi. Bạn ngựa biết ơn vị cứu tinh này. Ngựa ngoan. Chú ngựa thật đẹp với chiếc bờm bạc. Cưỡi một vòng nha Mustang. Let's go. Elsa nhảy lên lưng ngựa. Nghe nè, cậu quả là ngựa tốt đó nha Mustang. Cô muốn cùng nhau đi xa hơn không? Vậy là Elsa đã có thêm bạn mới. Có cái nắp trong thùng nè. Lấy cuộn dây nha. Cắt ra thành hai khúc. Gắn vào nồi. Làm nắp đậy. Bộ đồ dùng gồm chảo chiên và chảo sâu lòng. Dùng nón phép thuật đậy lại. Wow, tất cả đều thành vàng nè. Việc nấu nướng sẽ càng hấp dẫn hơn. Anna vào bếp tìm đồ ăn. Đói quá à. Chắc là có gì đó ngon ngon trong tủ lạnh. Trống không à. Phải đi mua thôi. Anna trở về với cả giỏ đồ ăn. Bắt đầu nấu thôi. Mà dụng cụ đâu hết rồi ta? Ở đây có chảo sâu lòng nè. Còn gì nữa ta? Làm thế nào mà chảo chiên lại nằm trên tủ lạnh vậy? Còn cái nồi đâu rồi? Anna ơi, mình làm món hầm cho cậu rồi nè. Nhìn có vẻ không ăn được. Đổ vô bồn đi. Mình nấu nước dùng nha. Chắc là ngon lắm. Và chiên trứng. Anna với Olaf nấu nhiều món ngon. Cùng ăn trưa thôi. Lấy hết kem củ ra nha. Rồi mở nắp. Lấy phần rìa đi. Cắt đoạn dây. Tạo hình cho nó.
mình đem phụ kiện tới nè, dùng được đó nha. Xỏ chuỗi hạt. Phủ màu bạc. Rồi vẽ các châu lục. Phủ keo lên nha. Cố định vòng cung. Quả địa cầu sang trọng với phong cách bạc của công chúa. Olaf tới thăm Elsa. Lâu rồi mình không có đi đâu cả. Không thành vấn đề. Để xem mình sẽ đi đâu nha. Hai người bạn xoay quả địa cầu và địa điểm đầu tiên. Ai Cập. Wow. Chuẩn bị đồ thôi. Nhiều quá, sao cậu cần hết mấy thứ này vậy? Sẽ có lúc dùng mà. Họ tới các kim tự tháp. Ồ, nóng quá à. Chụp ảnh thôi. Xin chào Lalithao. Mình cứ như mẫu ảnh vậy đó. Tụi mình đang ở Paris. Nhiều ảnh đẹp quá. Chuyến đi thật thú vị. Giờ thì lên kế hoạch mới thôi. Chai nhựa nè. Cắt phần này ra. Dùng sợi dây. Cố định tay cầm. Ống hút. Dùng làm vòi tưới. Sơn phủ vàng. Thêm kim tuyến. Vẽ họa tiết. Và các phụ kiện. Ron tới khu vườn kho báu. Kho báu của mình. Mà có tiếng ồn gì vậy? Phải trốn mới được. Anna cũng đang ở đây. Wow, cái rương đẹp quá. Có gì bên trong ta? Wow, bình tưới nước lấp lánh. Vừa lúc mình đang muốn tưới hoa. Bông hoa bỗng trở thành vàng. Thật kỳ diệu mà. Nếu mình tưới hết cả bụi thì sao? Và kết quả cũng như vậy. Phép thuật thần kỳ quá. Vậy còn tưới hết cả khu vườn thì sao ta? Rất nhiều rau củ khác nhau ở đây. Không thể tin được món đồ tuyệt vời này. Mong là Ron không bị tổn thương. Mình chuẩn bị các khuôn nha. Làm thành chiếc nhai. Vẽ họa tiết. Tạo hình tựa lưng. Rắc kim tuyến lên nào. Dùng vải nhung nha. Bọc đệm ngồi và tựa lưng lại. Quấn thêm dây. Chiếc nhai lấp lánh như pha lê. Nơi này dành cho người chuyên quyền bạc của chúng ta. Elsa chờ khách tới. Chào chị. Vừa đúng lúc. Còn bữa tối thì sao? Chị sẽ chuẩn bị bàn và ghế cho chúng ta. Ngồi đi. Yes. Chiếc ghế này bình thường quá à. Em cũng muốn có chiếc ngay. Được chứ, em của chị. Wow, là vàng. Cảm ơn chị Elsa. Hai quý cô ơi, đầu bếp mang đồ ăn tới đây. Hay quá, mình dùng bữa nha. Dạ, sẵn lòng. Hai chị em cùng nhau ăn. Rất nhanh đồ ăn đã hết sạch rồi. Khi nào hai cậu dùng tới món tráng miệng? Ồ, nhanh vậy sao? Cảm ơn Olaf, tại vì đồ ăn ngon quá mà. Ngai vàng lại rất thoải mái. Ăn xong em có thể nghỉ ngơi và chợp mắt ở đây luôn. Cắt các mảnh giấy bìa ra nha. Làm khung sườn cho máy giặt. Cắt các chi tiết. Ghép thành lồng giặt. Cho vô trong nào. Máy giặt vàng sáng lấp lánh. Lắp cửa máy giặt bằng hình bán cầu. Gắn ở đây nha. Rồi tới hàng nút. Máy giặt vàng này đặc biệt dành cho Anna. Phòng tắm thật phong cách mà. Lại bận rộn rồi. Bắt đầu từ đâu đây? Ồ, nhìn kìa. Máy giặt thật to. Cài chế độ cho nó. Việc còn lại là chờ thôi. Yeah, xong rồi nè. Hả?
đồ em bé sao? Ồ, phải gọi bác sĩ mới được. Xin chào. Không sao đâu mà, kiểm tra hết sẽ biết câu trả lời thôi. Xem kết quả siêu âm nè. Xin chúc mừng nha, cô sắp làm mẹ rồi. À, vui quá đi. Wow. Mình tới bệnh viện thôi. Liệu Anna có sinh ra em bé vàng không ta?